Mình xin chào tất cả các bạn nha. Này mấy anh em tiếp tục đi cắm câu nữa các bạn. Giờ đang chia của. Anh em đang chia nhái rồi các bạn ơi. Tiếp tục mình còn 150 cần các bạn. Bữa nay cắm dưới sông các bạn ơi. Thì hôm rồi nước nó rút xuống rồi, cá chắc xuống kinh này. Mấy anh em sẽ cắm cặp cái bờ kinh này, cắm một luồng một luôn các bạn. Được rồi, sao hết bao nhiêu bỏ trong cái rộng nó luôn đi. Còn có nhiêu đâu hả? Đổ hết cho đó luôn. Dính cho nó ra núi. Đổ ra luôn ha, chút đổ ra. Mấy cái điểm này đợt trước cắm cũng dính nhiều các bạn. Năm rồi mình với anh Đen cắm ở khu này. Nước trên ruộng giờ rút dữ rồi, cạn dữ rồi. Lòi bờ lên hết rồi. Dài, dài bên đó. Rồi. Bây giờ lại đằng đó đi, lại đằng đó cắm dài tới đi. Lại tút đó cắm dài cặp theo mé này luôn nè. Chia đoạn ra đi. Chia đoạn ra đi. Gì về gì đang lỗi xích lại đằng kia đi. Cách khoảng cho núi cắm. Cắm từ khúc đằng đó tút đằng kia cái bằng đằng đó núi ơi. Móc ra trong lục bình dày dày giúp nghe núi. Đang lỗi xích kia đi. Đây mấy anh em chia ra cắm nha các bạn. Cắm từ đoạn cách đoạn núi thì cắm tuốt trên kia các bạn ơi. Đây đường này. Núi từ trên chỗ hồi nãy cắm dài xuống dưới này. Còn đang cắm từ đây xuống dưới kia. Còn xuống tới dưới kia thì Lý Thông cắm dài về cống luôn các bạn. Dày dày một chút này. Nước cạn sát mé. Cá xuống kinh hết. Cắm mà bữa nay lớn quá là có cá lớn nha nè. Bây giờ để mấy anh em đi cắm nha các bạn. Chia ra cắm cho nó mau các bạn ơi. Cắm hết rồi tối mấy anh em đi thăm mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Đó trống trống ra. Mình chào các bạn nha. Tối nay mấy anh em đi thăm mấy câu cắm mình cắm hồi chiều các bạn. Anh em mới chạy ra tới chỗ các bạn ơi. Mới mưa cái rào một cái một cục nó dính thì dòm dễ thấy mấy mày một dài dắt nó bò nó cắn mày không thấy mới no chứ bỏ về vô ống hả?
cầm theo cái bọc nhái luôn Thông ơi. Hai thằng thay đi cho nó mau. Bắt từ đầu dưới này mình thăm dài lên nữa rồi. Nước bây giờ nó giật xuống kinh nè các bạn ơi. Rồi lúc cần. Đúng không? Con ếch trời ơi. Vậy anh nói về bắt em nữa anh nói ơi. Bắt em nữa ơi. Chơi bắt em hoài. Bắt lớn vậy đã rồi tôi bắt nhỏ nữa. Nước giật rồi. Giờ cá nó xuống kinh mấy anh em tranh thủ đi cắm mà. Kiếm cá lóc về làm khô bán Tết rồi bạn ơi. Cắm rồi mình làm cũng được ít rồi. Mình gom cá lại bạn ơi. Cá mình rộng lại. Kiếm cá về sẽ khô. Ếch hoài luôn anh nói anh bắt em hoài luôn anh ơi. Vô ếch nữa rồi bạn ơi. Bắt hoài nhỏ trốn chết luôn bắt hoài. Hai con ếch. Hai chú ếch rồi. Chú ếch đang ơi. Kiếm cá lóc làm khô mà không thấy thấy ếch không ta? Nhá không? Có. Bắt thêm. Đang bắt. Nhá luôn. Chỗ này trống mà mới có nhá. Nước hơi giật á. Sáng nước lớn. Ôi, chơi mỏ rồi. Chơi mỏ hả? Chơi mỏ rồi. Thôi. Kìa. Ăn được anh hai ơi. Được không? Được. Em thì anh biết sẵn rồi, dính cá làm khô không à. Ô được được. Cá làm khô, cá làm khô. Trong ngoài rồi. Xích xuống đây Thông nó dậy cái văng dưới rồi. Nó quẩy cái thùng cho nó đi nó. Nè, để thùng rồi. Nè, nè. Để thùng quẩy cho. Mũi nhái đi. Mũi quá mũi ta. Có gió mà cũng mũi nữa. Vô nè. Trời ơi. Chính cá làm khô mới có tiền chứ. Hai ông ếch nè. Ơi ơi lại gì nữa Thông? Sấy hả? Rồi cái lưỡi vô luôn cây. Có gỡ nó còn không? Rồi cái lưỡi lên luôn rồi. Tát nhái nhãn này nè. Sấy rồi đó. Tát tét đùi nhái. Tát nhái bay bổng luôn. Nó cần cần nó cứng cứng lại tí. Một chú à. Chú lóc rồi. Hai chú ẹp rồi. Nào, lóc cái thằng ơi. Lóc. Rồi, cá lóc. Đúng rồi cây. Có lấy. Trời ơi, lại. Đẹp có cá ăn rồi. Anh ếch phóng một cái nhìn qua thấy như chùm chùm. Ơi, lóc bự hết biết luôn. Để chấm ngoài lắm. Dưới hầm xài cá khô được rồi. Xài cá khô không à. Má đào rồi ha, để Thông ha. Vậy nó không khảy anh nữa. Rồi xe dây luôn. Trăm ram. Vô để Thông hai chú rồi, bà để Thông ơi. Bà lớn cũng mằng hết. Hết trơn, khô hết trơn. Lớn nhỏ sưới cần này lên cao bụng cái này im quá ha. Thế đặt lại cái bên thôi nghỉ. Ồ dính rồi. Dính hả? Dạ. Trời trời, cái đen quá. Được không? Cá khô. Đó là được một em nữa. Làm cá khô không à anh Núi ơi. Đó là được. Con này đỡ. Con này chấm ngoài ra mà ơi. Ồ được rồi Thông ơi, cái lớn rồi. Con này là im ha. Im cỡ này là ngon lành.
không có cá khủng, giờ kiếm cá nhỏ anh ơi. Cá cỡ này là lụm được rồi. Vô ba chú. Cá chờ một không ui. Không có cá lớn, giờ mình kiếm cá cỡ 8 con ký rồi cũng được. 7-8 con ký rồi làm khô là ok rồi. Nè. Bẻ nhóc cái dây nè, mới có không? Nè, bẻ quá trời luôn nè. Có gì thấy bẻ nguyên cùi luôn nè. Bẻ đó, chỗ bên đó đó. Anh mới vô đúng không? À, có. Mới vô mà có thấy đâu. Chỗ đó đó. Đụng ba sợi này cái bò không nó bay còn dữ nữa. Còn mồi luôn. Không quá trời bò không ơi. Đọt sậy bẻ là cứ nhào vô. Đọt sậy bẻ nhào vô hả? Ừ. Dính này, dính này, dính này, dính này. Dính nào, dính nào? Dính nào? Trời ơi. Cái mắt nó lúc lúc nha. Lúc nha. Bự không ơi. Bự. Ủa. Từ lấy thông. Dưới cái cây ngoài đó. À, xuống. Vô. Ôi vô đang ơi. 300 gram. Ai mới nói con cá bự dính liền anh hai ơi. Ôi 300 gram không hết luôn. Ủa 300 gram sao hết. Mập lù luôn. Uống nu con cá thấy đã. Trời sướng rồi đấy không. Không ai đấy không. Mập. Quá trời con cá khủng luôn các bạn ơi. Mới hôm nay mới dính được con cá bự nghe anh nói. Em. Ai. Cho vô đi học, cho vô. Đừng. Nặng không anh ơi? Im. Đã. Có 300 ngoài ra rồi. Mập lù à. Con nu con cá đã thiệt chứ. Thấy cặn em ru à, ai ngờ đâu. Sướng nha, sướng nha. Phản. Nó không có ấy á, nó không có bị dây á. Bút bút công dây ra kìa. 4 chú à. 4 chú. 4 cá lóc. Bự luôn, có con bự. 2 con hết. Có 1 con cá bự. 3 con làm khô, 1 con bún cá anh đang ơi. Còn chứ. Chứ con thì nửa ký đâu rồi, ký đâu rồi. Đâu con cá hả? Quá đã mà đã. Chết hả? Hết mồi. Hết mồi. Đây có. Cái nào yên vui vậy? Thôi. Rồi. Lắm. Cô hai lắm rồi. Lắm, móc dây luôn kìa. Ừ. Rồi. Ô. Lắm. Móc đầu. Làm khô, làm khô. Lắm. Quá trời bùa hồng với mũi rồi. Lắm. Con cua nè. Cua lồng. Mới vô hai cặn là lắm ha. Quá trời bùa hồng rồi. Cái này hả? Mất nháy à. Quá trời trúng mưa. Trúng mưa cái bùa hông. Nãy mới làm đám nhẹ nhẹ xương xương ướt cỏ. Rồi mấy càng dưới nha lấy không. Quá xá luôn trời. Bùa hông mà không dám nói chuyện luôn. Bùa hông với mũi á.
mũi mũi với bồ hông nè, không phải bồ hông không đâu. Rồi còn dữ ta, không chính dịch dân vậy, bây giờ cái này tình thì em quá. Hai cân là chú hả? Hai cân là làm chú hả? Với hai cân là làm chú rồi. Cá lóc sao mà lên tới này vậy? Dính hả? Lên trên bờ. Trời ơi. Nước khô lên bờ. Trời ơi, bự. Ôi, có bự nha đen. Lên bờ. Ha ha. Trời ơi. Ha. Bự bự bằng cá thông luôn ơi. Lúc. Trời ơi. Vô vô vô. Trời con này gần bằng cá thông luôn rồi. Bằng luôn rồi. Bằng không? Bằng 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 luôn rồi. Ôi, cũng ú. Bự hơn bự hơn. Cũng ú, cũng ú. Bự hơn không? Bự hơn gì á? Không đâu, không bự hơn cá anh Thông đâu. Cá anh Thông nãy thấy bự lắm. Vô vô vô. 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 Bằng, nhỏ, bằng bằng bằng. Nhỏ hơn chứ. Vô. Êm êm êm. Có nước bún mình đang ơi. Đó chưa? Đó, ăn bự rồi. À, nhỏ làm khô mà bự ăn bún. Không 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 hết không hả? Không 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 hết, không hết, anh đang bắt đệ mày rồi. Không không anh đang bắt đệ mày rồi, hết nữa bạn ơi. Thì anh cũng bắt chuyện của anh đang phải ngoài, anh đang không đâu. Nãy nãy giờ ba ăn hết rồi hả? Ăn hết rồi. Không chơi hai cái đệ luôn thôi nhá. Chơi hai cái đệ hả? Đút cần anh em ơi. Đúng không? Đút cần anh em ơi. Đút cần ơi, cá bự quá anh em ơi. Đút cần ơi, không biết con gì. Ớt nữa ông ơi. Ớt cá. Ớt. Dễ luôn. Trời ớt. Ơi, thấy lúng thấy lúng rồi. Ơi. Thấy lúng rồi. Thấy lúng rồi. Thấy ơi. Nhưng mà la cá được. Thấy lúng lúng cái đầu nè. Chờ bá lửa luôn. Anh móc con nháy giết giết anh chạy qua. Làm mừng hút. Bự nha. Bự. Đó. Chẳng luôn ha. Rồi sẵn đứng đó luôn. Đưa đây con nhái. Lẹt 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 tử vô rồi. Đó anh mới hút. Rồi, sẽ còn nhái luôn. Rồi, bay lên tới đập luôn. Hết chú á. Này hết nhái rồi đen ơi. Hết đâu đâu đâu. Cái lợi. Anh lợi nén 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 à. Trời ơi trời cái lóc kìa. Cái này có thả không ơi. Dở luôn không dở luôn. Dính cái lóc cỡ ký anh em ơi. Ký à. Gỡ kỹ kỹ thả mùng à. Cái này không làm khô được đâu, cái này đâu có thịt thà gì đâu. Cái đó ký không hết luôn á. Về gọng mùng. Em về bỏ mùng. Chết anh hết. Nhái đâu? Cho con nhái đây. Cần dưới này tha chưa? Cột nhái kia đâu? Nhái kia nó bị bét nó mở lên nó nhảy. Cột chắc rồi. Chưa lại cái gì đúng không? Chưa chưa có. 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 Dính yếu quá vậy ta. Nãy giờ mấy con này. Ba con, bốn con, bảy con.
Nãy giờ mới có 7 con các bạn ơi. 7 con với mấy con ếch. Nhái chết rồi. Bảy con lóc, 4 con ếch. Nhà được 2 con cá lóc lớn. Đây nè. Mình cứu luôn. Hết luôn hả? Rồi. Tới nữa luôn. Dạ tới nữa luôn. Đây nè. Nhấn xuống. Hết mồi. Lúc 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 lúc. Ồ, cá nhỏ à. Được được được. Được. Được cũng được cũng được. Cá khô giống lý thông. Cá khô, cá khô. Khô khô. Nó chảnh sảy ha, đây. Làm khô, cái làm khô. Nó chảnh rồi. Nè. Hả? Chảnh đó. Trời ơi, gì chạy dữ vậy? Trời ơi, trời ơi, cái gì nó mới ăn cái nhái nè. Để một cái giận ra ngoài lục bình luôn. Còn nhái nè. Còn nhái còn. Tối này sao dính yếu ta? Lâu nay có con cặn á. Lúc lúc dưới luôn kìa. Lúc này nó còn. Mệt phải cặn luôn rồi. Lúc đó. Trời mệt cái cần xuống luôn. Bươi ba cái cây dưới lên. Ngồi tuốt dưới luôn hả? Wow.
đâu. Rồi rồi, chèo mỏ, chèo mỏ rồi. Quẹo, quẹo, quẹo. Quẹo. Quẹo căng. Trời ơi, nó nằm quẹo trên căng. Tôi không thấy. Rồi rồi rồi. Nhổ cây nó lên luôn đi. Ồ. Đó 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 đó. Vậy vậy. Sướng sướng. Vậy cho mày vậy. Có lấy có lấy. Mày mắc con nào cũng tức rồi. Nhái đừng kiếm con kỹ. Thả nữa. Có lấy nha, có lấy nha. Trong cái cục đó bởi không thấy phải. Cái không. Con cần cầm trên bị sảy rồi. Chết rồi. Chết rồi. Còn sống, còn sống. Con nhúc nhích kìa. Còn nhúc nhích. Em thấy ốc. Còn. Còn cá còn sống. Em thấy con cá nó còn cá còn sống. Nó cừ. Cá còn sống mà. Cá còn nó cừ rồi mà chơi sống gì nữa còn sống. Cá còn sống đó. Con nhím nhít ta. Đá nó cừ rồi. Thôi vậy là cua ốc gì nó ăn nè quên. Mấy nhảy cái đuôi chơi. Nó cạp ở dưới. Thấy nó gung kinh gõ gạt. Cạp thì khô đó. Đá nó mở miệng há hỏng rồi sống được. Nó cạp thì khô á. Thấy nó nhúc nhích kìa. Cái đó. Sống sống được. Đó. Không lại đuối à. Có. Dưới đó hình như hai cần á. Kiếm ơi. Ừ, lũ lũi trong đó dữ à. Trong này hồi chiều. Trong này chiều có con rắn này nha, hồi chiều là nó cắn nó lôi cần lên núi. À đằng này nha. Lôi tuốt này nè. Đây nè, đây nè, ta thấy cái đít cần câu nè. Đâu rồi? Có. Ở đít cần câu đây nè anh núi ơi. Cần câu đây nè. Có chừng rắn thiệt á. Đó đó đó. Đọt tuốt này nè. Thấy không? Rồi. Đó. Thấy không? Trời trời trời. Còn gì không? Không. Con gu hả? Trời lâu tới ngày luôn rồi. Trời trời sao lâu tới đó luôn. Hả? Cái gì? Quát lưỡi luôn hả? Quát lưỡi hả? Ờ, rắn chắc luôn. Con rắn hồi chiều ở đây nè. Lúc rồi núi cấm ở đây là ta nó tụt xuống. Rắn đen xì mà không biết mà ôi ôi trời ơi. Rắn nó chắc ăn rồi. Rắn ăn nữa con. Rắn này không nhỏ đâu nghe, nếu mà lôi cái này. Ừ, bằng cùng tay tao vậy nó rắn lãi hay là hổ hành gì đó. Con hèo mới nó mới lôi thôi. Nó lội ngang một cái bờ xèo cái hụp xuống. Rắn lãi là không bao giờ lôi nổi trong này đâu. Quát cái lưỡi luôn các bạn ơi. Hồi chiều lúc núi cấm rồi mình thấy nó lội ngang cái rồi nó trên bờ nó tụt xuống một cái. Nó quằn cái lưng nó lên, nó lặn ở dưới nước á. Không thành ban ngày nó có ra đâu. Nó lôi cái cần câu nó lên thì cũng không vừa. Nó máng lại quát lưỡi luôn thấy không? Quát. Ngay cái lưỡi kia luôn. Rắn lãi chắc nó đâu có ăn. Không, cũng ăn luôn. Nhớ không? Rắn lãi ăn mà sao rắn không bự tới nỗi mà kéo cái đó đi đâu. Bự lắm, con hồi chiều bự lắm. Con chiều bằng cổ tay vậy. Nó lội nó phịch ngang cái lưng nó là cuốn lặn xuống nó thấy đen đen mà. Phải nó nuốt luôn á. Sợ nó dính miệng. Rồi còn chừng chục ngoài cần nữa hết rồi các bạn ơi. Con okay. Cái sữa đó lại.
cuối rồi các bạn ơi, hết luôn rồi. Nhiêu con? Chục con à? Nổi dính đây rồi. Giờ đứng luôn. Chắc cỡ chục con. 10 con. Núi 3 con, đem 3 con, không 4 con hả? 10 con chẳng. 5 mét. Bữa nay hơi thất bại các bạn. Mà nhờ được 2 con cá lóc cũng bự. Thôi, giờ mấy anh em lội về giờ các bạn ơi. Mấy anh em về tới nhà các bạn ơi. Mấy con ếch ra trước. Chuyện nhảy ra thông. Mấy con bự nhất ra thông rồi. Nay nướng mọi mấy con ếch này ra thông rồi. Được mấy con ếch ta? 5 con hả? Biết rồi. 3 đó. 3 4 hả? 5 5 mét. 5 mét. Con này nóng luôn về. Rồi không sao. Đấy, mặn nó luôn. Mặn nó nướng mọi luôn. Đổ cá ra đi. Thành quả của mấy anh em đi thăm câu các bạn ơi. Được tổng cộng là 10 con cá lóc. Được 2 con bự các bạn. Này con có 300 gram. Con có không 300 mấy luôn. Con này em luôn 300 mấy gram. Con này 300 gram nè. Mấy con kia 100 gram à. 100 gram trong ngoài gram. Cá này nó nhúc nhích. Con gì ăn nhúc cái đuôi tưởng còn sống. Bây giờ mấy con cá này mình sẽ rộng lại, sáng mình sẽ khô các bạn ơi. Bây giờ mình làm mấy con ếch đi. Mấy con ếch nó nướng đi. Với lấy mấy con khô lóc ra nướng làm xương xương luôn. Rồi. Mấy con cá lóc thì mình rộng lại, sáng mặn khô các bạn ơi. Con này 5 con ếch này mình nướng nè. Với thêm 2 con khô lóc của mình nữa bạn. Nướng hàng khô lóc với 5 con ếch này tới rồi. Vô rồi. Rồi xong hết các bạn ơi. Thành quả của mấy anh em đi cắm câu cá lóc về. Bây giờ làm biếng ăn cá lóc sống rồi. Cá lóc sống để dành chết để dành đập chết hay mà làm khô ha. Nướng mọi mấy con ếch các bạn. Với mấy con khô cá lóc của mình các bạn ơi. Hấp dẫn nha. Khô cá lóc. Đây, này thưởng thức đây. Thưởng thức khô cá lóc luôn các bạn ơi. Khô cá lóc mấy anh em làm luôn nè. Giờ hấp dẫn các bạn. Xíu không? Khô cá lóc sẽ như khô thổi luôn. Cá lóc ớt nước mọi, chấm muối ớt, rau rừng, chua chát. Chua chát. Không xài rau nhái, rau thập cẩm. Vô. Ngan đen. Vô. Cái mà. Đưa cái tay vô giờ thấy đẹp hết sức luôn. Chù phù luôn các bạn ơi. Bị con ong nó quánh một cái xưng trần màng. Có khác gì đâu. Tay nào tao thấy no nưởng. Có mình với Lý Thông rồi, hai anh em bị hai cái tay trái luôn. Đang với núi làm như là bạn của nó thì vậy, nó không quánh. Vô bạn ơi. Uống miếng rượu cho nó xẹp lại rồi. Ông này tổn thiệt, có một nhít một duy nhất luôn á trời. Mà sao mà nó... Này các bạn, khô luôn các bạn. Sưng cỡ này. Tao hai dít, tán lỗ tai tao dít nha. Phù cái lỗ tai như lỗ tai Phật tổ luôn. Khô vừa ăn quá. Khô vừa nhậu luôn. Em không? Em. Em thưởng thức một miếng coi. Mà các bạn miếng khô cá lóc nướng các bạn ơi. Này khô cá lóc mà mình làm nha các bạn. Cắm này à. Giờ... nhưng nát không này mà có một trái xài cái nữa thôi tới luôn ha, tới bến luôn. Nướng gì bạn, cậu ớt luôn bạn ơi. Thành quả của đi câu các bạn ơi,
quả đi câu được cá lóc để mình làm khô. Cá lóc ăn tươi giờ riết là ngán rồi, giờ làm khô ăn ngon hơn ha. Ừ. Cái có ếch là khoái à, đừng ngồi khoái đây. Ếch đang nướng là khô luôn rồi, xương chắc ơi giòn rụm rụm luôn ở đây. Chưa nha, chưa biết, thử đi. Xương ếch bén lắm nha Đàn. Yeah. Rồi mời các bạn luôn các bạn ơi. Dữ dữ ha. Nhai như bánh đà vậy hết đây. Quá giòn. Không? Bánh đà giòn sao anh hai nhai ếch giòn như ăn vậy? Giòn hay giòn hay giòn làm cái nữa tôi dựng máy chơi. Vô. Vô bạn ơi. Mời các bạn luôn bạn. Mời các bạn nha. Mời các bạn luôn các bạn ơi. Tối nữa ngon quá ta. Vô ngọt ngọt hả? Quá nè. Rồi, mình xin phép dựng máy các bạn. Vô làm cái mình ngay. Vô. Mà bén mà bén. Cái này mà con trái xài đưa vô xé ra. Nói gì nữa. Nó khô ơi. Vừa ăn luôn. Chưa rồi, không biết rồi. Rồi quên mở bạn ăn khô các bạn. Hay ngon quá. Thấy khô. Hay ngon quá. À, chưa có nướng ăn con nữa các bạn. Ngon quá bây giờ thôi. Quên mời luôn. Quên mời luôn. Lên thấy rồi, lụm luôn. Bậy quá, làm ly đi. Bạn ơi. Ly đi. Bạn ly không? Vô. Vô bạn ơi. Xin mời các bạn, bạn nha. À, nãy giờ thấy ba đồ đệ làm quá. Tiểu bữa nay uống vừa tươi vậy mà nước uống ngon ngọt vô quá ta. Uống vô dễ gì dễ vô quá hả? Bây giờ ăn khen cá lóc, mình làm miếng cá lóc á. Bây giờ cá lóc khô rồi. Má không có mời cá lóc được, bây giờ mời miếng ếch các bạn ơi. Mời bạn miếng cá lóc làm khô các bạn. Mời bạn miếng cái đùi ếch các bạn. Ếch nướng mồi. Cái lóc làm khô ăn đã ta. Ừ. Im. Vậy chắc cấm mới mốt cấm cầu chứ kiếm làm khô hết quá. Im quá bạn ơi. Cái lóc làm khô quá đã. Giờ không có xài ăn lá đi. Không có trái ăn lá. Mời có ai bán xài mua một cái xài, hai cái xài để sẵn. Hai cái xài để sẵn là khô mau hết lắm. Kẹt kẹt cho lấy gà hả? Mua hai cái xài để sẵn rồi cái bữa làm đi làm không có rồi về hết rồi. Ra bầm 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 bầm. Vẽ cờ ra. Có mồi ha. Có mồi tiếp tục. Mới sầu khô lóc. Chạy đi. Chạy đâu chạy? Nó đứng chỗ mà. Quay qua. Không là hên nhất nè. À. Hay là để chăn không luôn mà. Em ngay luôn đó mà sao mà nó không có mũi nó, con mũi vô đây à. Đúng ra là nó quánh hết trên mặt em nhiều nè. Quay qua sư phụ tới bữa chuối rồi còn phủi phủi. Tại nó nhờ nó đốt cái vô mặt nó chứ phải mà cái đốt là phải mặt nó chứ không phải mặt nó tán nó vô mặt sư phụ luôn. Bay nó bay nó tán vô tay đâu mũi trước rồi tôi phủi phủi sao nó bay qua tay nó quất mũi bỏ kim luôn trời. Bỏ kim. Bác sĩ này ghê quá, bác sĩ chích bỏ bác sĩ kim. Bác sĩ ở dưới nước đâu có bỏ kim, bác sĩ trên bờ chích bỏ kim. Sĩ giữ. Sĩ giữ. Nào bác sĩ này giữ thiệt. Tối nay phải làm bên đây à. Buồn lỗ tai. Này uống cho nóng nóng rồi nó tan cái xin rồi luôn. Mời bạn ơi. Xin cái mặt hấp mà thấy à. Còn không im hả? Mấy lần trước bắt nghe dân của ông rồi anh nào anh ấy ăn mặt phì phà. Chiếc này leo lên cái chân ổ ong sắt nó quánh. Hay không kìa. Ổ ong sắt không dữ quá các bạn ơi. Chạy mà không dám quay luôn các bạn. Tắt máy chạy mà nó quánh.
Phải gần mấy kinh là bán kinh luôn á. Quá trời, nhỏ xíu à, quánh hổng kìa. Bức dây động gần gì. Cộng dây đó mà anh giật một cái nữa thì thôi rồi. Em ở cho nó no luôn. Đánh đủ chưa luôn. Ba chiều không có tình chứ, cái hồi chiều mà có tình cầm đâu có biết đâu, tao tưởng ông gùi, tao nói chưa nói chặt cái cộng dây nhánh cây đó đi. Rồi để đường đi qua đi, chui qua chui lại. Em cũng tính ông gùi nữa, mình đâu có biết ông sắt đâu, ông sắt không dám bắt nữa. Chứ cộng may á, cộng may nó đang đấu vô ông á. Có miếu thuốc một rồi sao dám bắt ông sắt được. Vậy mà còn gán lấy cái cây khiều coi có mặt nhiều không, chứ cục mặt nó lớn vậy nè. Còn lụm nữa nha. Khiều nó quýu vô không có nó. À khiều nó bu vô trong cái ông sắt này vậy. Nó bu quýu. Mặt không à. Mà tôi giờ tôi bạn lên đó. Mà cái ông sắt này nó quánh phải nó độc. Độc. Quýu sừng á. Ý là lấy ông sưng gì nữa, cái tay hai tay tao lớn này còn sưng gì nữa. Lấy đập nhẫn lòng tha liền đó mà còn sưng, nếu mà không tha nó còn nữa. Nhất nữa chứ bộ lúc nó quánh điếm luôn á rồi. Mồm á. Mồm gì? Cái một cái lọt mồm á. Lọt mồm ngứa á. Chờ mày đứng không tới không? Không tới. Giờ tới hả? Ừ. Tới tà chắc thắt hơn. Anh biết sao không? Nó bay quá trời rồi bay rồi. Ừ, nó có cái thước mà nó gần tàn. Nó bu quá trời bu rồi đó thì thôi. Bị quánh dít nữa thôi, ông này dữ quá. Xuống. Nhiều hơn nó có dít được cái đây à, chứ không thôi là cái mặt banh như này. Tao tính lên bắt thử. Cái mày xin không để cho xin không. Nó tùm lùm quá trời tùm lùm. Ở ông lắm. Phải chịu cho nó tán vậy dít. Nó gái ở ông. Thôi. Con lành gì đâu, nó tán dài dứt nè, thấy con có một dứt, con dứt mà nó còn cỡ này nó tán tao dài dứt chứ. Dứt chịu giờ tao hơi dứt mà chịu thôi. Dứt rồi chắc thôi thôi khỏi ăn mặc làm gì. Chiều quay ngang đi tán vô cái cây để cho con dứt trên vai nè. Mà ông bằng chứ mấy ông nó cho xịt mũi xịt á. Xịt hơi ở ngoài cho nó bay. Xịt hơi ngoài. Còn phải mặc áo mưa với che cái mặt lại không thôi là sưng á. Con nó không bay. Nó quế vô mặt. Dễ vậy mà. Nó quế vô mặt không à, nó không. Con nó bằng con gùi mình gì trời. Con ông sắt nó nhỏ gùi à, nhỏ hơn gùi nữa. Nó quế vô cục mặt không à. Quế nó vàng vàng. Nó khác hơn con gùi mình, nó nhỏ hơn gùi. Nó chích độc quá. Vậy khi mà lắp được. Mà thường thường ông gùi nó đóng cao vậy đâu. Ông cười nè, gùi nó đóng cao. Nó mấy cục lùm dằn dằn như con này tút trên cây trên đó. Ông sắt. Ông sắt đụng vô cái thùng cũng sắt thùng. Được, cán còn xem thêm miếng. Được chưa? Thử chưa? Còn không? Cỡ này được rồi, đòi xin hoài với anh nói. Được, nó không hết đâu. Vô bạn ơi. Mời các bạn. Mình cũng xin mời các bạn Ly này, mình sẽ kết thúc video ở đây các bạn. Từ cái buổi đi thăm câu của mấy anh em buổi tối. Mình sẽ chia ra làm hai phần nha các bạn. Buổi sáng thì mấy anh em sẽ tiếp tục đi thăm. Mình sẽ quay mình làm tiếp cái phần 2 gửi đến các bạn sau. Còn buổi tối thì mấy anh em thành quả thăm được tổng cộng là 10 con cá lóc, 5 con ếch, bây giờ nướng 5 con ếch với mấy con khô cá lóc nữa các bạn ơi. Rồi mấy anh em làm xương xương này. Thì sáng mấy anh em sẽ đi thăm tiếp và làm cái phần 2 gửi đến các bạn sau. Bây giờ mình xin mời các bạn nha. Khách hàng cũng chết luôn. Cay. Thôi, giờ xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong phần 2 buổi sáng ngày mai. Khách hàng dữ.